Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với salon Totoka. Và hôm nay em Chí lại lên hình cho quý anh chị một cái căn biệt thự vào những cái thời điểm 2011. Đó chính là một chiếc Lynk 570. Và cái chiếc xe 570 này từ trước tới nay luôn là cái mẫu xe khẳng định về cái sự thành đạt, cái sự đẳng cấp của chủ nhân. Và chiếc xe của em hôm nay là một chiếc 2011 nhé quý anh chị nhé, nhưng đã được SOPA cho em nó trẻ hóa thêm được 2-3 tuổi nữa đây quý anh chị ạ. Một cái form dáng cực kỳ đẹp, cực kỳ là trường tồn theo thời gian. Và chiếc xe này của em là bản xuất Mỹ quý anh chị nhé. Thế nên là sẽ có một cái tính năng cực kỳ hay hôm nay em gửi tới cho quý anh chị. Đấy, của một chiếc xe bản Mỹ nó sẽ như thế nào. Đó chính là chức năng đề nổ từ xa. Và sau đây sẽ cùng mời quý anh chị mình cùng trải nghiệm. Vâng, và như vậy thì đã đề nổ từ xa chiếc xe. Với cái chức năng đề nổ từ xa này, nó cực kỳ là hữu ích anh chị ạ. Vào cái thời tiết nó nắng nóng như này thì cái chức năng đề nổ từ xa này sẽ khởi động hệ thống điều hòa để làm mát chiếc xe cho quý anh chị khi quý anh chị mình bước từ ngoài lên xe. Và chiếc xe này của em sẽ gửi tới cho quý anh chị một chiếc 2011 đã được nâng form lên form 2013, 14, 15 anh chị nhé. Đấy, với form 23, 23, 14 và 15 thì quý anh chị sẽ sở hữu cho em một cái phần lưới tản nhiệt đây, hình chữ L với phần nẹp mạ chrome chạy thấp xuống phía dưới đây. Hai hệ thống đèn chiếc xe sẽ được trang bị cho quý anh chị mình hai cặp đèn bi xenon. Và trên cặp đèn chiếc xe này thì sẽ được trang bị cho quý anh chị mình như là hệ thống đèn auto này, hay là hệ thống đèn liếc theo góc lái này, cũng như sẽ được trang bị cho quý anh chị một giải LED đầy like ban ngày, cũng như là một phần mí LED vàng ở phần phía cạnh của phần đèn đây. Và những chiếc 570 vẫn được sở hữu những phần chức năng như là rửa đèn pha này. Đấy, ngay cả cho đến mẫu 1920 vẫn được trang bị quý chị nhé. Hay là phần cảm biến ở phía đầu của xe này, hay là hệ thống đèn gầm của chiếc xe này cũng được trang bị. Hệ thống đèn chiếc xe này sẽ được trang bị đèn LED nhé, cũng như là phần mạ chrome đây quý chị ạ. Đấy, với cái phiên bản nâng cấp từ đời 11 lên 14, 15 ấy, thì sẽ được thay đổi hoàn toàn cái phần ca lăng này quý chị nhé. Đấy, sẽ được thay đổi hoàn toàn phần ca lăng này. Xe thì được trang bị 3 mắt camera zin theo xe quý anh chị nhé. Đấy, 3 mắt camera zin theo xe này. Và nói chiếc xe đến nay là 12 năm tuổi rồi nhưng nó vẫn đẳng cấp quý anh chị ạ. Đấy, nhìn cái form dáng này. Những chiếc 570 từ thời điểm ra mắt cho tới hiện nay là một cái mẫu xe khẳng định về cái sự thành công, sự thành đạt của chủ nhân, cũng như sự đẳng cấp của chủ nhân khi sở hữu những chiếc Lynk 570 như thế này, hay những chiếc xe của nhà Lexus. Với cái form của 14-15 cũng đã được thay đổi về cái la răng quý chị nhé. Đấy, đây là cái la răng. Tất cả đồ lên cho chiếc xe này đều là đồ xịn tháo xe lắp sang quý chị nhé. Đấy, phần vành chiếc xe cũng thế. Với thế hệ cái đời này thì sẽ sử dụng cái vành phay xám, vành sơn màu xám này, xám titan cực kỳ đẹp anh chị nhé. Với bản vành hình chữ V cùng với size vành của em nó sẽ sử dụng cái size vành là R20. Đấy, cực kỳ đẹp anh chị ạ. Xe này thì anh chủ anh đã lên 4 quả lốp mới tinh rồi. Đấy, cực kỳ tiết kiệm chi phí cho quý anh chị này. Hay về phần sườn xe thì quý anh chị mình sẽ có cho em một cái bậc bước zin theo xe này, hay là những cái phần nẹp ở phần sườn của xe phía dưới này. Đấy, tô điểm nhấn cho phần sườn xe này, hay là phần gương này, gáo gương này cũng được ốp chrome này. Xi nhan chiếc xe cũng là xi nhan dạng LED rồi quý anh chị nhé. Hãy từ 2011 mà đã trang bị xi nhan dạng LED này rồi. Những phần tem này, đấy, những phần tem ở trên kính này còn nguyên quý anh chị nhé. Đấy, remote energy start này, đấy, còn nguyên quý anh chị ạ. Đấy, cực kỳ đẹp. Đấy, xe thì trang bị khóa mở cửa thông minh một chạm quý anh chị nhé. Đấy, trên 4 cánh này. Đấy, phải nói những chiếc xe này mà về tay với những anh chị yêu thích và sưu tầm những dòng Lexus thì chiếc xe này cực kỳ là xứng đáng để quý anh chị mình sở hữu. Đấy, cực kỳ đẹp, quá đẹp luôn. Đấy, hay là những phần chi tiết phần đèn này quý chị nhé. Đấy, đèn này. Đấy, đèn bậc bước này. Đấy, em nó cũng đã được bọc một lớp sàn. Đấy, hay là phần sàn nỉ zin theo xe này. Phần ghế của em nó thì được trang bị ghế chỉnh điện quý chị nhé. Hay là hệ thống trang bị cả cái túi khí đấy quý chị này. Xe sẽ được trang bị hai cái túi khí đỡ khối nhé. Đấy, cả bên lái và bên phụ này, cực kỳ an toàn quý chị ạ.
là một chiếc xe xuất đi Mỹ nên là những tiêu chuẩn an toàn cực kỳ là cao. Đấy. Qua bao năm tháng nhưng mà về cái chất lượng của em nó còn rất là đẹp quý chị nhá. Tablo này, tablo zin theo xe quý chị nhá, hay là phần trần cũng là trần zin theo xe hết. Đấy, cực kỳ đẹp. Ghế thì thiết kế kiểu dạng ghế ôm lưng, ghế dày, ngồi cực kỳ êm ái này. Đấy. Đây cũng được trang bị cả túi khí đây quý chị nhá, hay là những túi khí ở phần cột này. Và chiếc xe này cũng được trang bị cái phần túi khí trần quý chị nhá. Đấy, trang bị túi khí trần cực kỳ là an toàn. Đấy. Rất đẹp. Tem tiếc của chiếc xe này còn nguyên quý anh chị ạ. Đấy, quá đẹp, quá đẳng cấp. Và đây chính là cái hàng ghế của chủ tịch đây. Đó. Quá đẹp. Đây quý anh chị mình có thể cùng nhìn về phần hông của em nó này, phần cua lốp này. Đó. Cực kỳ đẹp. Phần ghế sau này quý anh chị mình sẽ có cho em là tiến lên là bằng điện nhá. Đấy. Và khi ngả lưng thì quý anh chị mình sẽ chỉnh bằng cơ giúp em. Đấy. Xe cũng được trang bị rất nhiều cái tính năng. Đấy, từ những đời 2010 đã được trang bị quá nhiều tính năng rồi. Hay là điều hòa, sẽ là điều hòa 4 vùng độc lập quý anh chị nhá. 4 vùng độc lập điều hòa. Đấy. Hay là cũng được trang bị phần màn hình trần này, các cửa gió trần này. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn sò. Xe cũng được trang bị lên xuống kính tự động 4 cánh anh chị nhá. Chi tiết của em nó sau thời gian còn quá đẹp. Keo chỉ ốc A thì nguyên zin. Đấy. Và sau đây sẽ cùng mời quý anh chị mình quan sát tới phần vòng ba của em nó. Chiếc xe này thì bây giờ quý anh chị mình nếu mà có nhu cầu có thể nâng cấp được lên hẳn form 20 luôn nhá. Đấy, cực kỳ đẹp. Nhưng mà em nghĩ là cái form dáng đời này nó vẫn rất đẹp, vẫn rất có cuốn hút. Đấy. Phía sau thì quý anh chị mình sẽ có cho em là những cái phần cảm biến này, hay phần thanh nẹp mạ chrome này. Đấy. Đèn của chiếc xe nhá. Phía đèn hậu sau cũng đã được nâng cấp hoàn toàn quý anh chị nhá, cũng đều dạng đèn LED hết này, của thế hệ mới này. Đấy. Cốp của chiếc xe thì cũng rất hay, sẽ được trang bị cho quý anh chị mình cốp là khi mở lên sẽ là cốp cơ. Nếu mà mở từ phía đuôi quý anh chị nhá, còn đâu cốp điện đều được điều chỉnh ở trên hệ thống điều khiển trung tâm này, hay là chìa khóa remote này. Đấy. Ghế sau em nó thì được trang bị ghế chỉnh điện quý anh chị nhá. Đấy, ghế chỉnh điện này. Và đây là cái khoang cốp sau em nó này. Quý anh chị mình đi đánh gốp này hay để đồ thì thao. Đấy, cực kỳ rộng rãi. Phần nỉ nước của em nó rất đẹp quý anh chị nhá. Đấy. Hay là đây là chi tiết phần đuôi em nó này. Đó, ốc nhái này, nguyên bản. Với chiếc lách này thì phần cốp nhá, cốp dưới này. Đấy, sẽ là cốp hít. Đấy. Đẳng cấp của những chiếc xe sang nó như đấy. Còn đâu với những chiếc Land Cruiser đời này thì vẫn tất cả đều bằng cưng. Đấy. Quá là tiện nghi, quá đẹp. Bây giờ tầm tiền bây giờ quá hợp lý để quý anh chị mình sở hữu và trải nghiệm quý anh chị ạ. Bởi vì những dòng Lexus này trong quá trình sử dụng vận hành ấy, về cái độ bền bỉ, độ lành của chiếc xe đã được kiểm chứng qua thời gian rồi. Đấy. Thế nên là những cái dòng xe này rất đáng để quý anh chị mình sở hữu. Quá đẹp. Chi tiết chiếc xe này. Ghế ghiếc này, rất đẹp quý anh chị nhá. Đấy. Ngồi thì đúng chuẩn chủ tịch, rộng rãi này, êm mái này. Và đây sau đây cũng mời quý anh chị quan sát về cái phần ghế lái của em nó. Đấy. Phần ghế lái bên này thì quý anh chị mình sẽ có cho em là nhớ ghế 3 vị trí này. Từ đời này đã ba nhớ ghế 3 vị trí này. Đấy. Gương kính đều auto chỉnh điện này. Đấy, tại phía này quý anh chị nhá. Rất nhiều các phím chức năng từ đời 2010 đây. Vô lăng cũng là chỉnh điện này, nhớ vô lăng này. Đấy, cực kỳ xịn anh chị ạ. Gương ghiếc này, sấy vô lăng này. Cái chức năng AFF AFS off này ấy, là cái chức năng là tắt mở hệ thống đèn liếc cho góc lái anh chị nhá. Đấy, cốp điện cũng mở tại đây này, hay như là những cái khay để đồ này. Đấy. Từ những đời này rất nhiều các chức năng này. Ghế của chiếc xe, ghế chỉnh điện này, hay có thể là bơm cái phần đỡ gối này. Đấy. Bơm lưng này. Đấy. Phần tem mát của chiếc xe này. Đó. Nguyên bản, xe là sản xuất tháng 2 2011 anh chị nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp. Đây chính là cái giao diện của em nó vô lăng đây. Những cái phím của chiếc xe rất mới anh chị ạ. Đấy. Những cái phím phía của chiếc xe rất mới này. Ga tự động cruise control này, đèn auto này, gạt mưa cũng auto này. Để nổ start top này. Đấy. Hay là phía đây thì quý anh chị mình sẽ có cho em là khóa vi sai này, hay là cân bằng điện tử này. Cái nút này chính là tắt mở cái hệ thống túi khí trần này, hay là tắt cái chức năng cốp điện này. Đấy, chiếc xe này cũng rất hay quý anh chị nhá. Người Nhật mà, người ta luôn thiên hướng tới những cái sự bền và lành. Đấy. Hay phía sau đây, quý anh chị mình sẽ có cho em là tắt mở hệ thống camera chiếc xe, cũng như là tắt mở cảm biến này. Đấy. Từ những cái đời này nó quá đẹp. Riêng loại này nhá, điều hòa rét run luôn quý anh chị ạ. Vậy, riêng điều hòa của dòng Nhật này quá là lạnh.
thời tiết như này mà em bật điều hòa, em toàn phải để cái mức nhỏ nhất đấy. Thế thôi, từ những cái chi tiết rất nhỏ thôi mà người Nhật người ta rất là chăm chút rồi. Hay là những chi tiết bao quanh phần màn hình này, là những phần chrome bóng quý anh chị nhá. Theo thời gian cũng rất là đẹp đấy, rất đẹp. Tại đây quý anh chị mình sẽ điều chỉnh cho em là về hệ thống giải trí nhá. Chiếc xe này thì từ cái đời này ấy, đã được trang bị hệ thống Bluetooth rồi. Đấy. Phía đây thì quý anh chị mình sẽ có điều khiển điều hòa cho em này. Đấy, điều khiển cả hệ thống điều hòa phía sau này. Phía dưới đây thì cũng có phần ổ đĩa cho quý anh chị nhá. Đấy. Riêng với cái bản này của em thì đã được trang bị loa McLevinson suốt rao, là hệ thống loa đỉnh cao nhất của nhà Lexus, hệ thống âm thanh vòm này. Hay đã sẽ được trang bị cho quý anh chị mình sấy và làm mát ghế hai bên này. Đấy, phần chi tiết gỗ của em nó nhé, sau thời gian rất mới này. Đây, củ số này. Đấy, rất nhiều chức năng này. Quý anh chị mình có thể đi khởi động bắt đầu từ số 2 này. Hay cái chức năng này là power, là quý anh chị mình có đi với cái cảm giác là nó cực kỳ là khỏe. Đấy. Hay tại đây quý anh chị mình sẽ có điều chỉnh cho em là về hệ thống cầu nhanh cầu chậm này. Với cái chức năng speed này ấy, đó chính là cái độ điều chỉnh độ nhạy trên ga. Khi quý anh chị mình điều chỉnh cái chức năng này ấy, thì cái cảm giác là cái chân ga nó cực kỳ bốc, cực kỳ là khỏe quý anh chị nhá. Đấy. Hay là chức năng nâng hạ gầm này. Hệ thống đây là giảm sóc điện quý anh chị nhá. Hay có thể hiểu nôm na là giảm sóc hệ thống treo thích ứng. Quý anh chị mình có thể điều chỉnh độ mềm và độ cứng của hệ thống treo. Đấy. Chi tiết cực kỳ đẹp. Hay là quý anh chị mình tại đây sẽ có cho em một cái hộp lạnh này. Đấy. Từ những cái đời này thôi mà nó trang bị quá nhiều option. Đấy. Loa xúc rào, quá nhiều loa đấy quý anh chị ạ. Đấy. Quá đỉnh cao. Bảo sao những cái thời điểm mà những cái chiếc xe LX570 bắt đầu về Việt Nam nó quá đẳng cấp. Và em nó thì sử dụng cái khối động cơ là 5.7 V8 hút khí tự nhiên. Khối động cơ chứ danh của Lexus. Mặc dù là một chiếc xe máy to, nhưng Lexus đã thiết kế một cái cảm giác cực kỳ êm ái trong cái vận hành quý chị nhá. To nhưng mà không ồn ào. Đấy, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ êm ái. Đấy. Máy V8 thì nó quá là bền, quá lành anh chị ạ. Đấy. Chiếc xe này thì máy móc hộp số thì nguyên bản quý anh chị nhá. Đấy. Em sẽ mở quý anh chị cùng ngắm. Đấy. Đó, đây là chi tiết về cái máy V8 của em đó. Một cái máy gọi là chứ danh. Đấy. Qua đi. Và đây nó là cả một cái công trình nghiên cứu. Cực kỳ đẹp anh chị nhá. Đấy, phần tem cabo này. Đấy. Với cái việc nâng form này nhá, thì cái phần liên quan đến phần cabo hay phần cốp thì không ảnh hưởng gì quý anh chị nhá. Bởi vì cái form đèn khi nâng cấp từ cái đời 12 lên cái đời 2015 ấy, thì nó thay đổi rất đơn giản thôi. Không cần phải gọt ghiếc hay là cũng phải là cắt kiếc gì cả. Đấy. Rất dễ để quý anh chị mình có thể nâng cấp. Cực kỳ đẹp. Nên là vì sao nhiều anh chị là mua những chiếc xe chỉ cần 09, 10 thôi. Mình nâng cấp lên cái form 14, 15. Đấy. Form dáng cũng rất là đẹp. Và bây giờ tầm tiền bây giờ quý anh chị bỏ ra cho em đâu đó khoảng ngoài 2 tỷ thôi. Quý anh chị mình nhận lại được cái gì? Đó chính là cái sự đẳng cấp này, sự sang trọng này, sự quyền lực này, sự êm ái trong vận hành này. Hay là chi phí bảo dưỡng, chi phí vận hành cực kỳ là hợp lý. Không bao giờ lo là đang đi gọi là chết máy sửa đường. Đấy, đó chính là cái đặc biệt của những dòng Lexus luôn hướng tới khách hàng. Và quý anh chị mình đang có nhu cầu quan tâm tới em LX570 phiên bản 2011 xe Mỹ này của em, thì có thể liên hệ trực tiếp với số online trên màn hình để nhận được sự tư vấn cũng như có một cái báo giá tốt nhất. Thì xe bên em thì bao check test mọi nơi, cũng như là có hỗ trợ vận chuyển rút hồ sơ toàn quốc cho quý anh chị. Và đây nhá quý anh chị nhá, đây tem đăng kiểm đây quý anh chị nhá, tháng 6 2021 thoải mái. Đấy, xe thì em bao đủ thể loại luôn cho quý anh chị. Đấy. Đăng kiểm đăng kiếp thoải mái rồi. Đấy, quý anh chị mình sẵn về chạy cho em thôi. Và chiếc xe này bây giờ quý anh chị mình sở hữu nhá, thì đăng kiểm năm cứ 1 năm một lần. Đấy, cực kỳ thoải mái. Và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi.